hay, máy nóng tặng mua hàng lên đến 700.000, trả góp cùng lãi suất, miễn phí cùng lắp đặt. Đặc biệt thêm cơ hội trúng 30 xe Honda Vision mua ngay hôm nay tại Điện Máy Xanh. Một ngày sắp tới đến bao thao đầu.
đây cái tốc độ thôi, nhanh và sâu phải đi đôi mới vừa. Đúng rồi, phải vừa nhanh và vừa sâu chứ. Còn chú lại mê hàng to, gì cũng chơi nhỏ sao cho vừa lòng. Em gái bụng xỉn tiết kiệm, cái gì tốn kém em liền không ưng. Con trai tính rất kỹ càng, càng thơm càng sạch lại càng sướng hơn. Gia đình ngang trái gì đâu, đi mua tủ lạnh yêu cầu khó ghê. LG tủ lạnh có đất cô liếm, làm lạnh nhanh và sâu. Chú ơi đã có hàng to, LG bự chẳng thì ta kho bò gà. Em sợ không có tiền tiêu, đã có LG sạc siêu tiết kiệm vô. Công nghệ nano carbon, cái phần sạch sẽ thơm đâu mà không mùi. Yo, chưa hết còn có tin vui, chương trình mát lạnh siêu nhanh, nhận quà mà siêu khùng. Yo, ôi đến thì mới xin đi, một ngày tủ lạnh LG mà tuyệt vời. Đến nghe điện máy xanh. Điện máy xanh. Cho mình xin mất wifi, điện thoại mình hết 3G rồi. Nhìn cái quán có bao nhiêu con ruồi, wifi có bấy nhiêu số đó. Có siêu sim Việt Nam Mobile, miễn phí 5GB data một ngày, xài gần chết cũng không hết. Mua ngay, độc quyền tại Thế Giới Di Động. Anh ơi, mình phải trong wifi nha, điện thoại hết 3G rồi. Lại sâu bọ ngươi mà dám xin wifi của ngủng cung. Có siêu sim Việt Nam Mobile, miễn phí 5GB data một ngày, xài gần chết cũng không hết. Mua ngay, độc quyền tại Thế Giới Di Động. Mua Huawei, mua 3 bay, tặng ngay siêu sim Việt Nam Mobile, chỉ có tại Thế Giới Di Động. Thank you.
But another thing, there's Twitter feud, right? Yes. There's nothing that says New Year's like a good old Twitter feud involving Justin Bieber. Yeah. Yeah, it's a feud between Justin Bieber and this 15-year-old YouTube star. Her name is JoJo Siwa. Yeah. And she tweeted a picture of this new car that she got because she was happy about the car. Wow, that's a car. And it's a picture of her on it. It's in all these wild colors. And Justin Bieber tweeted back after he saw it, burn it. He actually three-burned it. He three-burned it. Yeah, he burned it quite a bit. He tripled down on that. But Twitter went crazy, obviously, because anytime Bieber tweets something, especially the 15-year-old girl to burn the car, she tweeted back, "It's all good, bro. You can perform at my 16th birthday party and we'll call it good." But you said something interesting. When somebody says, "It's all good, bro," that really kind of like, yeah, you know what? I want to slap you across your face. That's what that means. It's like when bro doesn't really mean bro, it means something else. But whoever thought that we would see Justin Bieber be like the grumpy old man? I never thought we'd see that. At 20, how old is he, too? No, but the thing that jumped out about this story is I feel like this is a moment where I don't want to pick on a 15-year-old girl, but I feel like a parent would step in or something and say, you know, there are people that are blessed in life and we're able to give you a car, but maybe this isn't something you want to post on Instagram. You know, because I know she's a YouTube influencer. Well, you don't have to post it on Instagram. Her face is all over the car. Well, I was just going to say, nobody's going to miss it when you're driving down the street in that thing. So it will make social media rounds. But I just think that's a moment where someone, I don't blame her, but someone should have stepped in and said, you know, we're really lucky to be able to do this for you. You have a car with your face on it. But she is a YouTube star. She's a Nickelodeon star. Yeah. So I wonder if she paid for the car herself. So if that's the case, what can you really tell her? But 15 was. But she said her parents. She said thank you and gave credit that her mom and dad gave it to her. Okay. Well, it's her car. Let her do what she wants. But I'm just happy she won't struggle to find it in a mall parking lot. She will definitely be the only one with her face on it. She'll find that thing. What does your car look like? This.